Anh chàng này đã rất buồn vì những video của anh ấy chưa bao giờ được nổi tiếng và đó là lý do tại sao đầu anh được phủ lên 25kg bùn đất và khi anh ấy dùng một sợi dây để cắt nó, bên trong có chứa chất lỏng với rất nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng nếu bạn để ý video kỹ hơn thì bạn có thể nhận thấy rằng chất lỏng đang chuyển động giống như nước mắt của anh ấy. Đăng ký kênh nếu bạn muốn video của anh ấy trở lên nổi tiếng để anh ấy không còn buồn nữa.